Linh à? À, em ngồi đây được không? Ờ, em ngồi đi. Dạ. Hôm nay lại đi đâu qua đây tình cờ anh em lại gặp nhau này. Hôm nay lại hát à? Ờ, anh cứ rảnh là anh cứ hát cho vui mà. À, dạ. Ừ. Em hát được không? Ok. Hôm nay em định hát bài gì? Em vừa mới tập một bài. Ờ. Em hát bài... Bây giờ như này nha, đây hôm nọ em hát bài Mưa Rừng rồi. Trời vừa mưa xong mà ở trong công viên nó trống trưng. Hôm nay thì ngoài phố này hát bài nào liên quan đến phố đi. À, bài Người đi ngoài phố. Người đi ngoài phố, ok đấy, được đấy. Bài đấy anh rất là thích. Anh nhớ nhạc cho em đi. Đây để thử mình nhá. Alo, 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 ok đấy. Chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu ơi còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em, xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, ta từ thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Cả một đời, nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em, xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Tốt không em? Tốt rồi, em cũng tốt chứ. Ờ.
về nhà kết bạn Facebook lúc nào anh em mình nhắn tin hay là lúc nào để em rảnh anh em để đi. Chưa có Facebook của anh. Chưa. Thôi anh xin Facebook luôn. Tớ chỉ là trên điện thoại thôi đúng không? Đấy các bạn thấy không? Mà mình đi hát này lại gặp rất là nhiều những người đẹp mà hát hay nữa. Bên cạnh đó thì mình được giao lưu với người đẹp mà còn xin được cả nick Facebook nữa. Các bạn nhớ là đăng ký cho kênh Nghề Giải Trí TV nhá, để đón xem những clip mới nhất, hot nhất, và nhớ nhấn vào chuông để được thông báo khi mà có video đăng lên thì các bạn sẽ được thông báo ngay. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ. Rồi, uống nước đi em.